Chào mừng các bạn với chương trình thi người cá bơi nín thở lâu dưới nước. Ở đây chúng ta sẽ có 4 bạn đến cuối cùng và 4 bạn sẽ thi. Đó là bạn người cá Ba Sa. Ai sẽ chấm điểm cho bạn Ba Sa? Em Ba Sa. Rồi em lên. Ai sẽ là chấm điểm cho bạn Minh Anh? Nhớ nha. Ai sẽ chấm điểm cho bạn Nixin? Ai sẽ chấm điểm cho bạn Elip? Không. Elip là ai ta? No. No cái gì? Dạ dạ dạ. Mẹ cái gì? Chấm điểm cho bạn Elip đi. Ok, em chấm điểm cho bạn Elip. Rồi bắt đầu vô. Lẹ đi. Bắt đầu vô nha. Elip đeo mắt kính vô rồi ngồi ra đây thở nước. Bốn em là bốn bạn cuối cùng á. Giờ bạn Cá Ti vô là tôi cho bạn ấy khỏi thi. Rồi bắt đầu vô đi mấy em. Hết giờ rồi. Tường cảm ơn các em đã sẵn sàng. Bắt đầu vô. Thở nước. Giám khảo đâu? Em chấm điểm cho bạn nào? Bắt đầu. 1 2. Em chấm điểm cho bạn Nixin. 2 3. Bắt đầu. Nhìn nha. Nhìn. Wow. Đi nửa hồ rồi mà chưa thấy ngưỡng mặt. À, một bạn. Mình anh chưa thấy ngưỡng mặt. Mình anh chưa thấy ngủ mặt luôn á tụi ơi. Mấy lần? 4 lần. Rồi. Chấm điểm nha. Thở nước 1 phút, các bạn không được dừng lại. Sau khi lặn rồi các bạn phải thở nước 1 phút để ổn định hơi thở, không được ngồi yên, nhúng xuống thở nước. Elis xuống thở nước nhanh lên. Ừ. Ba Sa mấy lần? Hot. Super hot. Ok, thả nước 1 phút đi. Cứ ngẩng đầu lên là tính. Em 5 lần là cũng khá tốt. Rồi. Nixin 5 lần đúng không? Dạ. Bạn này đếm nè. Rồi. Minh Anh mấy lần? Minh Anh 4 lần. Rồi Elip mấy lần? Gì? 4 lần hết hả? Đâu, 5 lần. 5 lần hả? Đếm mà, em cứ tự đếm cho mình là 5 luôn. Rồi. Bây giờ chào quà nha. Đi qua chào quà nè. Mấy người cá ơi đi chào quà. Chào quà, đi.